Xin chào bạn, tôi là Phạm Thành Biên, chuyên gia đầu tư trên thị trường tài chính quốc tế với hơn 12 năm kinh nghiệm. Ở video này thì tôi sẽ giải thích cho quý anh chị nhà đầu tư biết một cái từ khóa mà rất là nhiều người trên mạng xã hội là inbox cho Biên hỏi là cái từ khóa đó ý nghĩa là gì. Đây, từ khóa này là từ này. Catching. Bạn anh chị nhìn rõ chưa ạ? Ok. Nhìn rõ chưa ạ? Đây là một đồng tiền vàng. Wow. Một đồng tiền vàng rất là to. Nếu như bạn sở hữu đồng tiền vàng này thì bạn mong muốn đi làm điều gì? Wow, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Đấy, hôm nay tôi sẽ giải thích cái từ này. Nào, ta nhìn lại lần nữa nhá. Catching. Ok, ở ngay phía dưới video này có đường link catching. Anh chị em có thể đăng ký vào đường link đó, kích vào đó để tìm hiểu kỹ hơn các cái nội dung tôi chia sẻ trên trang web có tên là catching.com. Ok chưa? Và hôm nay tôi sẽ giới thiệu vắn tắt ý nghĩa của cái từ khóa này là gì. Cat, cái từ khóa cat, từ cat. Cat là tiền mặt. Cat là tiền mặt. Còn trình là các âm thanh của các đồng tiền vàng nó rơi vào nhau. Trình các đồng tiền vàng nó rơi vào nhau và nó va chạm với nhau để tạo thành một cái âm thanh. Và tôi lấy ghép hai từ đó lại là catching. Đó có nghĩa là gì? Tiền về. Bạn có muốn tiền về không ạ? Bạn muốn tiền về không? Nếu bạn muốn tiền về đấy, click vào link phía dưới. Tiền về ngay lập tức. Kích thử xem. Kích nghe. Ok. Nào đây, các đồng tiền vàng ở trên tay tôi có rất là nhiều đồng tiền vàng. Bạn muốn sở hữu đồng tiền vàng như này không? Click vào link phía dưới. Tôi sẽ tặng bạn. Ok. Đấy có là khi mà các đồng tiền vàng rất là nhiều, vũ trụ bao la là rất là nhiều tiền vàng nó rơi. Đó. Nó rơi vào nhau, nghe cái âm thanh của đồng tiền vàng rơi vào nhau, chinh và tôi ghép hai từ khóa đó lại trở thành catching. Đấy, catching tiền mặt. Và ở trong group tôi có tên là catching tiền về mỗi ngày sẽ giúp cho quý anh chị nhà đầu tư những kiến thức làm thế nào để biến cái kênh thu nhập tạo ra dòng thu nhập hàng ngày, dòng tiền mỗi ngày. Vâng, Phạm Thành Biên xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý anh chị ở các video phía trong.